Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay thì shop đầu câu Nhật Bản Bình Định là xin được giới thiệu với mọi người cái video số 243. Thì trong cái video này của em thì em sẽ giới thiệu với mọi người có tổng cộng tất cả là 15 cái cây cần hàng Nhật Bản, tất cả đều là chất liệu carbon nha mọi người. Thì trong đó sẽ có 10 cái cây 11 cây cần rút mini chất carbon và còn lại là 4 cái cây cần ISO. Thì giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, bên em có ship code toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với cần mini rút mini là 30.000 ạ. Còn cần ISO là 40.000 trên một đơn nha mọi người. Em xin đầu tiên là em xin giới thiệu với mọi người cây số 1 ở đây em có nè. Thì cây số 1 ở đây, từ cây số 1 đến cây số 11 là cần rút mini chất carbon. Ngoại hình tổng quan của cây số 1 đây là chui của cần thế này. Thì cây này có cái phần vị trí mút xốp và phần tay cầm thế này ạ. Bát của cần đây, bát vặn thế này, bát hãng thế này nha. Cây của này là cây nó màu xanh, màu sơn của cần là màu xanh. Thì cây số 1 này là một cây cần của hàng của Trung Quốc xuất Nhật nha mọi người, cây của China thế này. Đây, thông số của cần dài 1m8, cây của Smileback, cần của Trung Quốc xuất Nhật. Dài 1m8. Ngoại hình các giống bên trong. Đây. Ngoại hình các giống bên trong thì khá là ok này. Cây này ngoại hình cả bên ngoài giống bên ngoài giống bên trong cũng khá là đẹp, dài 1m8 nha. Rút mini. Ngoại hình các giống bên trong mà khá là đẹp, không có trầy xước gì đáng kể cả. Khuyên của cần thì cây này có tổng cộng là 5 khuyên, bao gồm cả đầu bu luôn ạ. 5 khuyên thế này, khuyên của cần. Khuyên hãng như thế này nha mọi người, cây này là khuyên hãng. Khuyên loại xứ sáng như này, khuyên hãng như thế này ạ. Ngoại hình cây này khá là đẹp. Và cây số 1 này dài 1m8 và khi rút về thì còn 45cm và nặng là 119g. Cây này độ lớn khoảng là 1.8 ly và độ cứng thì tầm khoảng là 15 đến 20 nha mọi người, cứng 15-20 và 20 đây. Và cây số 1 này có giá là 350.000. Tiếp đến cây số 2. Cây số 2 ngoại hình tổng quan cây số 2 như thế này ạ. Và cây số 2 này thì cũng dài bát của cần là bát bệnh thế này. Cây này thì cũng dài 1m8. Cây này cũng của Trung Quốc xuất Nhật nha mọi người. Dòng cần là của Trung Quốc xuất Nhật cả. Đây, Made in China, Trung Quốc xuất Nhật. Và vị trí là mút bằng thế này. Đây nó còn vẫn còn lớp cái bọc mặt nhựa bên ngoài này. Bát của cần như thế này. Ngoại hình các giống bên trong. Cây này thì ngoại hình giống bên trong thì cũng khá là ok. Có cây này có một vài vị trí xước nhẹ thôi, cũng không đáng kể lắm. Đây là cái giống ngọn. Thì cái giống ngọn, cái vị trí ngọn thì nó cũng có những cái vết trầy nhị thế này. Đây. Cái phần ngọn. Cái này ta có tổng cộng là 5 giống nha mọi người. Dài 1m8 và khi rút vào cũng còn là 45cm. Ngoại hình tổng quan của cây số 2 như thế này. Và cây số 2 này nặng là 105cm và ngọn thì tầm khoảng ngọn là 1.9 ly, độ cứng cũng tầm khoảng là 15 đến 20, tầm khoảng 15 20 nha. Và cây này thì chiều dài thực tế của cây số 2 này là 1m75 nha mọi người. Cây này thì bị hạ ngọn một khoảng nhỏ, khoảng là 5cm. 1m75. Và cây số 2 này cũng có giá là 350.000. Tiếp đến là cây số 3. Thì cây số 3 ở đây em có là một cây rút mini dạng thế này nha mọi người. Ngoại hình tổng quan của cây số 3 thế này. Và phần chui của cần là được bọc mút xốp ở hai vị trí này. Thì cái mút xốp này thì nhìn nó vẫn còn khá là ok. Nhưng mà cái màu sơn của nó là dạng màu xám ghi thế này. Nó nhìn nó hơi bị tối tối nha mọi người. Do cái màu sơn, cái màu của mút xốp như vậy. Đây. Thì cây này thì ở bên ngoài nó, cái phần bọc này nó hơi bị gọi là nó bị hơn cái màu, nó hơi bị nhạt. Nó bị băng nhẹ nhẹ cái phần màu sơn bên ngoài của cái phần bọc thép thế này, miếng inox bọc xung quanh đó. Và cây số 3 này là một cây cần của dòng cần Marine thế này. Marine và cần của Hàn Quốc xuất Nhật, dài 2m1, có độ cứng là 10 đến là 15, dài 2m1, bao gồm có 6 giống thế này. Và ngoại hình bên trong thì cây này ngoại hình bên trong, các giống bên trong thì cũng khá là ok, không có trầy xước gì đáng kể cả. Nói chung là cái màu sơn của cây cần này khá là nhìn cũng khá là đặc biệt. Nó cũng không có sáng lắm mà nó cũng không có tối lắm. Rồi, cái màu này nè. Không có trầy xước gì đáng kể cả nha mọi người. Ở bên ngoài.
Và cây số 3 này khoen của Cần đây ạ. Khoen của Cần là khoen Fuji, bao gồm có 5 khoen. Và khoen này là dạng như khoen đá xám tím thế này nha. Những cái khoen dòng mà khoen đá xám tím này xài rất là ok nha. Rất là bền cái khoen này. Và cây số 3 này dài 2m1, nặng là 120g và khi rút về còn là 45cm. Ngọn độ lớn ngọn là 1 ly 6, độ cứng là tầm khoảng 10 đến 15 nha. Và cây số 3 này có giá là 600.000. Tiếp đến là cây số 4. Cây số 4 ở đây em có một cây loại hình như thế này, cây này cũng dài 2m1, chui của Cần như thế này ạ. Cây này, và cây số 4 này cũng là một cây của Cần Marine, cây của Hàn Quốc. Dòng Cần còn này của Hàn Quốc xuất nhập cho mọi người, bát của Cần bát vặn như thế này, bát hãng vặn như thế này. Và khoen của Cần là khoen Fury có dạ quang thế này. Cây này thì có tổng cộng 6 khoen, khoen rất là đẹp nha. Khoen Fury loại xứ xám và dạ quang, có vòng dạ quang bên ngoài khoen, mọi hình các giống bên trong này. Đây. Sáng, cặp quang sáng như thế này nha. Cây này ngoại hình cây carbon sáng vòng thế này khá là đẹp. Dài 2m1. Và cây số 4 này dài 2m1 và khi rút vào còn lại là 42cm, nặng là 131g. Độ lớn ngọn là 1.8 ly và độ cứng tầm khoảng 25 nha mọi người, 25 đến 30 luôn á. Cái này thì cũng khá là ok. 20 đến 25. Và cây số 4 này có giá là 650.000, khi rút vào còn là 42cm. Tiếp đến là cây số 5 ạ. Cây số 5 ở đây em có ngoại hình tổng quan của cây số 5 như thế này. Cây này thì chui của Cần thế này ạ. Bát của Cần, cái phần cán của Cần thì có hai cái vị trí được bọc mút xốp thế này. Thì cái vị trí mút xốp này nó cũng có những cái vết xước thế này nha mọi người. Đây, nó bám bẩn, vẫn còn một vài vị trí bám bẩn với có những cái vết xước nhẹ. Bát của Cần là bát vạn Fury DBS như thế này. Cây Cần này là một cây Cần của Suyumi. Suyumi là dòng Cần của Hàn Quốc xuất nhập. Và khoen thì cây này có tổng cộng là 6 khoen, bao gồm cả đầu bu. Và khoen của Cần là dòng này là khoen Fury, loại xứ xám xanh thế này nha. Những cái Cần loại xứ xám xanh này khá là đẹp nha. Ngoại hình của Cần, các giống bên trong. Thì cây này có dài 1m8, tổng cộng là có 6 giống thế này. Ngoại hình các giống bên trong thì cây này có màu vàng, có những cái vết xước nhỏ thế này. Đó. Thì cái giống thứ ba tính từ gốc đến vào thì có một vài vị trí nó xước gương mảnh nhẹ thế này nha mọi người. Cây này là cây của Suyumi, thì những cái dòng Cần Suyumi đều là Cần của Hàn Quốc xuất nhập, dài 1m8, độ cứng là 20. Thì cây này dài 1m8 nhưng mà chiều dài thực tế của cây này là 1m7 nha mọi người, bởi vì nó được bị hạ phong một khoảng, bị hạ ngọn một khoảng rồi. Em đo chính chiều dài thực tế thì những cái Cần này là 1m7. Ngoại hình thì cây số 5 này dài 1m7, khi rút về còn lại là 40cm và có cái cân nặng là 128g và độ lớn ngọn hiện tại là 1 ly 4 và độ cứng tầm khoảng là 20 nha mọi người, 15 đến 20, tầm 15 đến 20. Và cây số 5 này có giá là 480.000. Tiếp đến là cây số 6. Cây số 6 ở đây cũng có một cây rút mini như thế này. Cây này là có vị trí là mút xốp hai vị trí tay như này, bát là bát hãng vặn thế này nha mọi người. Thì cây này mà cái mút xốp nó bầu màu xám ghi như thế này, nó bám bẩn tương đối thôi, không có bẩn lắm đâu, nó xước nhẹ thế này. Và ngoại hình bên trong thì cây này ngoại hình bên trong rất là đẹp. Cây này là một cây của Marine, dòng Cần Marine, thì cây dòng này là của Hàn Quốc xuất nhập đây, Made in Korea, có bao gồm có 6 giống mà dài 1m8. Thì cây này chiều dài thực tế của cây này là 1m68 vì có bị hạ ngọn một khoảng nha. Khoen của Cần, tất cả các khoen đều là khoen Fury loại xứ xám thế này cả. Cây này ngoại hình bên trong rất là đẹp nha, ngọn của Cần. Ngoại hình bên trong rất là ok, không có trầy xước ở cả bên trong lẫn bên ngoài. Thì cây này ngoại hình cả bên trong lẫn bên ngoài khá là đẹp, không có trầy xước gì đáng kể cả. Và khi rút về còn lại là 40cm và nặng là 85g thôi ạ.
Và cái độ lớn ngọn là 2 ly rưỡi và độ cứng tầm khoảng là 30 đến 35, độ cứng hiện tại cây này 30 đến 35 nha. Và cây số 6 này có giá là 600 nghìn. Cây này ngoại hình rất là đẹp. Tiếp đến là cây số 7. Cây số 7 ở đây em có cũng là một cây Suyumi thế này. Cây này thì chui của càng cũng được mút bọc mút xốp ở đây. Cây này thì màu sắc hạ phối cũng khá là đẹp nha, vị trí mút xốp có màu phối màu như này. Bad Fury DBS cần của Suyumi. Đây. Thông số của cần thì cây này là một cây dài 1m8, độ cứng 30, độ cứng rất ít, thì cây này chúng ta câu lua lóc độ khá là ok nha mọi người, độ cứng 30. Và khuyên của cần cây này khuyên rất là đẹp nhé, khuyên là khuyên xám xanh như thế này, xám tím, màu khuyên khăn xám như thế này, tím phối chung với cái màu của cần. Những cái khuyên này rất là đẹp và rất là tốt nhé, khuyên này khá là xài rất là khá ok nhé mọi người. Và ngoại hình bên trong này, cái này ngoại hình bên trong cũng vậy, cái này ngoại hình đẹp nhá, ngoại hình trong đẹp này, không có trầy xước gì đáng kể ngoại hình bên trong cả. Màu sơn của cần là màu xạ, màu tím tím nhạt thế này nữa. Đây là nó bám bẩn, nhưng mà nó bám bẩn như này nè, nó không phải trầy xước đây. Thông số của cần cũng khá là đẹp, dài 1,8 ạ. Cây số 7 này, cây số 7 này nè. À, cây số 7 này là dài 1m8 mà em đo được chiều dài hiện tại là 1m72 nha mọi người. Nó cũng bị hạ ngọn một khoảng, 1m72, và độ cứng của cây này là cứng 30. 30 và ngọn độ lớn ngọn hiện tại là 1.7 ly. Và khi rút vào còn lại là 40 cm, nặng là 106 g. Và cây số 7 này cũng có giá là 650.000. Tiếp đến nữa là cây số 8 ạ. Cây số 8 đang có một cây của Shimano, dòng ngoài Shimano Holiday Bắc ạ. Dài 2m1, có độ cứng là 20. Ở đây, tem của cần thế này nha mọi người. Ngoại hình bên trong. Cây này cây của Shimano, và dòng cần của Shimano Made in Korea, dòng cần của Korea xuất Nhật như này. Dài 2m1, độ cứng là 20 như này. Và khuyên của cần thì khuyên của cần này là cây này là khuyên Fury, loại xứ xám, đá xám xanh, và có vòng dạ quang bên ngoài nữa. Cái này có tổng cộng là 7 khuyên bao gồm cả đầu bu. Thì các khuyên, các vòng sứ và khuyên bên trong thì khá là ok nhé. Thì có một vài khuyên nó bị oxy hóa nên nó bị bong cái nước sơn màu đen ra nha mọi người. Đây, cái vòng mà sắt bên ngồi đấy, nó bong cái nước sơn màu đen thôi. Bong nhẹ hai khuyên kề thế này thôi. Đấy, không có ảnh hưởng gì đến cái loại sứ bên trong cả. Với nó bị oxy hóa đó. Khuyên của cần, đầu bu. Và cây số 8 này dài 2m1, nặng là 139 g, và độ lớn ngọn là 1.4 ly. Và cây này khi rút vào còn là 45 cm, và độ cứng là 40, à, độ cứng là 20 theo thông số ở trên cần ạ. Ngoại hình của cây số 8. Và cây số 8 này có giá là 650.000. Tiếp đến là cây số 9 ạ. Cây số 9 anh em có đây là một cây Daiwa. Cây này dài 2m1, cứng là 30, cần đai qua hàng của Korea xuất Nhật nha mọi người. Bát ở phần cán của cần cũng được bọc mút xốp ở hai vị trí này, thì cái màu mút xốp cây này thì cũng khá là ok. Có một vài vị trí nó hơi bị sức nhẹ thế này nha. Đây, nó chỉ bị dính keo này. Thì cây này là một cây đai qua, ngoại hình cắt giống bên trong. Thì cây này ngoại hình giống bên trong là có những cái vết xước như này, nó những cái đường xước nó cũng khá mảnh thôi. Tên của cần thì nó bị mờ này, chúng ta đọc rất là nhìn qua camera thì không thấy được. Đây, nhìn bóng thế này. Dài 2m1, độ cứng là 30. Thì cây này có vị trí này nó hơi không được đẹp, vị trí này tí nhất là bị xước thế này nha mọi người. Đây. Độ cứng là 30 thế này. Còn giống thứ hai nó cũng có một vài vị trí xước nhẹ thế này. Cây số 9 này dài 2m1, khi rút vào còn lại là 42 cm. Đây, nó cũng có trầy xước. Độ lớn ngọn là 1.7 ly và độ cứng là 30 theo thông số ở trên cần. Và ngoại hình cắt giống bên trong thế này ạ. Khuyên của cần ở đây có khuyên Fury loại xứ đá xám xanh thế này. Cây này có tổng cộng là 5 khuyên, tính luôn cả đầu bu ạ. Và cây số 9 này có giá là 620.000. Tiếp đến là cây số 10. Cây số 10 đây em có đây là một cây của dòng này, là dòng của cần của Hàn Quốc xuất Nhật cả nha mọi người. Những dòng cần thế này dài 2m4 đây ạ. 2m4. Bát của cần cũng là bát hãng thế này, bát bạn hãng thế này. Và cái này thì ngoại hình khá là sáng, bên ngoài cũng vậy, khá là sáng. Và vì có cái mút xốp nhìn khá là đẹp, mút xốp này còn rất là mới nha. Cái này ngoại hình mới đẹp. Khuyên của cần thì có tổng cộng là 6 khuyên bao gồm cả đầu bu, và khuyên Fury loại xứ xám đá
da xám đá trắng thế này ạ. Và ngoại hình bên trong đây ạ, cây này ngoại hình trong thì khá là mới đẹp nha. Độ mới cây này cũng gần 80/80% nha mọi người. Cây này khá là đẹp. Cây số 10 này dài 2m4, khi rút vừa còn là 45cm và nặng là 169g. Ngoại hình bên trong cây này, ngoại hình bên trong đẹp nha mọi người. Những cái cây mà có ngoại hình đẹp thì em sẽ view nó sẽ nhanh hơn, bởi vì những một số cây nào mà có ngoại hình trầy bong tróc hay là trầy xước thì em sẽ view cho nó kỹ cho mọi người xem cho rõ. Còn cây này em đã kiểm tra khá kỹ rồi, nó ngoại hình rất là đẹp, không có trầy xước thì bao nhiêu cả. Tên của con là con Begin đó này. Những cái dòng này là của Enjoy, là của Hàn Quốc xuất nhập cả. Và cây số 10 này có độ lớn ngọn là 1.8 ly, và độ cứng em đo được tầm khoảng là 25-30 nha mọi người. 25, độ cứng tầm khoảng 25. Và cây số 9 này, cây số 9, cây số 10 ở cây này có giá là 600.000. Tiếp đến là cây số 11. Thì cây 11 ở đây em có là một cây, cũng cây dòng đây là cây chúng ta câu bè được nha mọi người, với dài 1m8, nặng là 120g, bao gồm có 3 giống. Đây, dài 1m8 thế này. Cần của dòng này là TFC, TFC là cần dòng cần của hàng nội địa Nhật nha. Đây, một dòng cần hàng nội địa. Bát của cần là bát cặp Fury FS6SB thế này. Bát của cần bát cặp. Cây này thì ngoại hình cũng vậy, cũng khá là đẹp. Khuyên của cần thì cây này có tổng cộng là 6 khuyên, bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Khuyên cũng là khuyên Fury loại xứ xám thế này. Các giống bên trong. Cây này thì dài 1m8, khi rút về còn là 72cm. Ngoại hình đẹp nhá. Cái này cũng vậy, ngoại hình cây này ngoài khá là ok. Có xước những cái đường mảnh nha. Đường này nó khá là mảnh, nhìn kỹ lắm mới thấy được những cái đường này thôi, chứ cũng không có đáng kể. Cây này thì có tổng cộng là 3 giống, 1m8, 3 giống, khi rút vừa còn là 72cm. Nặng là 134g. Độ cứng là 20. Cây này có độ cứng tầm khoảng 20 nha mọi người. Và ngọn là 1.8 ly, cái này ngọn 1.8 ly ạ. Và cái này có giá là 550.000. Tiếp đến là cây số 12. Cây 12 ở đây em có, đây là một cây ISO, từ cây 12 đến cây 15 là cây ISO khuyên nhỏ nha mọi người. Đây, cây em có đây, phần cán của cần thế này. Cây này là một cây cũng dòng cần của Hàn Quốc xuất nhập, New SS thế này. Tên của cần dài 4,5m, ngọn số 1. Cái này ngoại hình đẹp, có cái vị trí phần chỉ mà quấn bát thế này, nó dạng thế này, nó màu xanh rêu, màu của cái cây này rất là đẹp nhé, nó cũng không có trầy xước gì đáng kể cả. Khuyên của cần thì cây này khuyên Fury nha mọi người, khuyên Fury loại xứ xám thế này, khuyên rất là đẹp nha. Cây này có tổng cộng là 2, 4, 6, 8 khuyên, bao gồm cả đầu bu, tính cả đầu bu luôn. Ngọn của cần cây này ngọn số 1, nên dòng này dòng ngọn mảnh. Ngọn số 1 độ lớn ngọn tầm là 0.7 ly, đa câu cảm giác độ cứng tầm khoảng là 1 đến 1,5 hạt bên cần tay, là 1 hạt đến 1,5 hạt bên cần tay nha mọi người. Các giống bên trong cây này ngoại hình đẹp, độ mới tầm 80%, trên 80% nha mọi người. Em báo trừ hao như vậy. Đây, những cái cây này em đã kiểm tra khá kỹ bên trong, ngoại hình đẹp thì em view rất là nhanh nhé. Còn cây có bị trầy xước thì em cố gắng view những cái lỗi trầy cho mọi người xem, để mọi người biết là cái sản phẩm mình mua là nó đẹp hay là nó xấu ở những vị trí nào. Còn cây này thì ngoại hình ok, rất là đẹp. Tem của cần là tem vàng thế này ạ. Và cây số 12 này dài 5m4, khi rút vào còn là 105cm và nặng là 149g. Và cây số 12 này có giá là 700.000. Tiếp đó là cây số 13. Cây 13 đây em có một cây cần của NFT. Đây, cây này thì cái phần cán nó có phủ nhám như thế này. NFT là dòng cần của nội địa Nhật nha mọi người. Bát của cần là bát Fury FS6 như thế này. Và cây này dài 5m4, ngọn số 1. Cây này ngoại hình có bị trầy xước, đây có những vết trầy xước như thế này nha. Đây, vết trầy xước như thế này. Đây. Nó bị dính keo nữa ạ. Cây này thì dòng cần xoắn vòng, thì những cái đường xước nó mảnh thôi, nhưng mà cây này nó lại bị xước cũng tương đối, đường xước nó khá mảnh. Khuyên của cần cũng là khuyên Fury loại xứ xám thế này ạ. NFT là dòng cần của hàng nội địa Nhật.
Đây, khoen khá là ok nè. 2, 4, 6, 8, 9 khoen. Cây này có tổng cộng là 9 khoen. Có 9 khoen tính luôn cả đầu bu. Và ngoại hình cắt giống bên trong. Cây này cũng là ngọn số 1 nên già là ngọn mảnh. Độ lớn ngọn là 0.5 ly thôi ạ. Độ cứng tầm khoảng 1H bên cần tây nha mọi người. Và sấn của cần là cây này là cây sấn vòng thế này nha. Thì cái cây số 13 này chủ yếu nó bị trầy xước những cái đường ở cái giống bên ngoài thôi, còn cái giống bên trong thì khá là ok đây ạ. Không quá trầy xước gì đáng kể cả. Đây, cái giống thứ hai thì có bị trầy nữa đây. Giống thứ hai trầy những cái đường xước mảnh như này nha mọi người. Chắc xoắn dòng này, NFT. Dòng cần là hàng nội địa. Tem của cần là tem vàng như thế này ạ. Và cây số 13 này khi rút vào còn lại là 105 cm và nặng là 180 g. Và gốc thì có độ lớn là phi tầm khoảng là phi 24.5. Cây này gốc có phi 24.5 ạ. Và cây này có giá là 700.000. Tiếp đến là cây số 14. Cây 14 của em có là một cây hàng của Hàn Quốc xuất Nhật. Cái tem của cần ở nằm vị trí này, nhưng mà khi em vệ sinh cần em lâu quá, trong quá trình lâu thì vô tình nó bị bong ra mất nhá. Cây này dòng cần của Marine, cây của Hàn Quốc xuất Nhật, bát là bát Fury FS6 thế này ạ. Đây ạ. Ngoại hình của cây số 14 thì cây này cái giống bên ngoài thì cũng không có trầy xước gì đáng kể cả. Dài 5m4, ngọn số 2 ở đây. Và khoen của cần thì cây này tất cả các khoen đều là khoen Fury cả, loại xứ xám bên trong. Ngọn số 2 và cây này thì có tổng cộng là 9 khoen, bao gồm cả đầu bu nha mọi người. Khoen cây này rất là đẹp. Và ngoại hình các giống bên trong thì cây này, các giống bên trong hầu hết các giống đều là khá là sáng đẹp nha, không có trầy xước gì đáng kể cả. Cái này thì chỉ có cái giống là vị trí này thì nó bám bẩn, mà chỉ có cái giống thứ hai tính từ gốc tính vàng. Đây, cái giống này thì nó có hơi có bị trầy nhẹ nha mọi người. Đây, có những cái vết xước mảnh như này, xước rất là mảnh, cũng không có hơi sâu gì cả, có những đường xước nó mảnh thế này. Đây là giống thứ hai. Còn giống thứ nhất, giống bên ngoài thì hầu như khá là ok, trầy xước cũng không có nhiều lắm. Mới nhìn sơ qua thì nhìn cái này, cái giống bên ngoài cũng khá là đẹp. Chỉ có giống thứ hai là có những cái đường xước như này. Thì cây số 14 này dài 5m4, khi rút vừa còn là 105 cm và nặng là 320 g. Và cây này thì gốc có phi là 24.6 ạ. Và cây số 14 này độ lớn ngọn là 1.3 ly. Thì cây này còn số 2, độ cứng tầm khoảng là 1,5 đến 2, đến 2 hát bên cần tây nha mọi người. 5m4, ở số 2. Và cây số 14 này có giá là 680.000. Tiếp đến là cây số 15, cây cuối cùng. Cây 15 ở đây em cắm, đây là một cây của Osaka. Vì cần Osaka là những dòng cần của hàng nội địa Nhật mọi người. Đây, Osaka. Đây, Osaka như thế này nha. Và biểu tượng của những cái cần Osaka như thế này. Dài 5m4, ngọn 1.5. Ngoại hình bên ngoài thì cái vị trí này nó có phủ nhám này và cán của cần. Cán của cần có độ lớn là phi 23.5. Ở đây ạ. Vị trí này nó hơi bị dính keo này. Dính keo nhẹ vị trí này. Bát là bát gặp Fury FS6 ạ. Có vị trí xước nhẹ thế này. Có những vị trí phi xước đây. Ngoại hình thì cũng khá là ok, có một xước vị trí đó thôi. Khuyên của cần cũng là khuyên Fury cả. Đây khuyên Fury cả nha. Và xứ xám này. 19 khuyên, cây này có tổng cộng là 9 khuyên, bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Ngoại hình bên trong khá là ok nha. Cây này ngoại hình cũng khá là sáng đẹp, Osaka. Đồ lớn ngọn là 1.1 ly nha mọi người. Cây này thì ngọn 1.5, thì đồ cứng tầm khoảng là 1H đến 1,5H bên cần tây. Cây này ngoại hình khá là sáng đẹp, không có trầy xước gì đáng kể cả. Khi dài 5m4, khi rút vừa cũng còn 105 cm và nặng là 220 g ạ. Và cây số 15 này có giá là 720.000.
Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 15 cây ISO, cây cần chất liệu carbon của mình, bao gồm cả cần rút mini và cần ISO khuyên nhỏ. Và khách có nhu cầu chốt hàng thì có thể liên hệ với số điện thoại là 0974088309, hoặc là có thể kết nối Zalo hoặc là nhắn tin nhé mọi người. Em xin cảm ơn mọi người, xin chào mọi người ạ.